lại ngon bởi thế. Xin chào cả nhà. Và thì là thời gian gần đây 3 ngày nay mình cảm thấy là vấn đề mạng 4G của Viettel mình thấy nó bị rất là chập chờn. Và thời gian này thì có rất nhiều khách hàng gọi điện cho mình mà những lúc mình ở nhà thì là mình không có sóng điện thoại. Và thậm chí là ở nhà mình là chỉ phải chạy ra ngoài đường thì là mới có sóng. Thậm chí là sóng điện thoại chứ chưa nói đến sóng 3G và 4G. Và cái sóng 4G của Viettel thì là mình ở nhà thì mình không kết nối được luôn. Mặc dù mình đã đăng ký gói là 1 GB một ngày trong vòng 24 giờ nhưng mà không thể sử dụng được luôn, chỉ có đi ra các khu vực khác mới sử dụng được. Và không biết là thời gian này là Viettel làm ăn bị thua lỗ hay sao, hay là các cuộc sóng Viettel bị sập hay sao mà thấy sóng rất là chập chờn và yếu. Và khi mình dùng ở nhà mà có những cái comment, có những cái các bạn hỏi mình là về cái comment, thỉnh thoảng tự nhiên thấy tinh lên một cái là có những comment hoặc có những cái tin nhắn nhưng mình không thể đọc được, mình rất là xin lỗi các bạn. Để khi để cái tình trạng đó không xảy ra thì là mình hôm nay là mình đã lên cửa hàng mình và mình đã lấy một cái sim của Vinaphone. Cái sim này của Vinaphone 4G này thì là mình nghĩ là của Vinaphone thì là luôn luôn lắng nghe và lâu lâu mới hiểu, thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ sử dụng tốt hơn cái mạng Viettel tạm thời bây giờ. Và khi mà dùng cái sim này mà lắp vào cái máy của mình thì cái số cố định của mình thì là các bạn đã không liên lạc được, bởi vì có rất nhiều bạn hay rủ mình đi uống bia, uống rượu mà mình không đi được thì rất là ngại. Để giải quyết vấn đề đó thì mình lại tiếp tục là mình sẽ mang cái cục sạc này về nhà mình dùng. Cái cục sạc cục phát wifi di động này, cục này rất là dễ dùng luôn, lắp pin lắp sim vào là dùng thôi. Và cái cục này cửa hàng mình đang bán là 700.000 bán cho biết các bạn này, nhưng mà để là hỗ trợ cái nhà mạng tiếp theo mạng bị yếu thì là mình sẽ bán giảm giá cục này xuống còn 600.000 một cục thôi, vài một đổi một trong vòng một năm. Và trong khi đó là các bạn vẫn được tặng kèm một chiếc sim Vinaphone này là một tháng 120GB, mỗi ngày của nó được 4GB, các bạn sẽ dùng sim dùng mạng thoải mái. Và bây giờ mình sẽ lắp thử và xem. Và cái sim này này thì là khi các bạn lắp vào thì là các bạn phải nạp 90.000 một tháng để chúng ta được hưởng 120GB, mỗi ngày được 4GB, lắp vào thôi. Lắp vào, lắp pin vào là dùng luôn thôi. Nghe nói hướng dẫn thì rất là nguy hiểm, nhưng thực tế rằng chúng ta chỉ lắp vào thôi. Và khi lắp vào như này rồi thì là chúng ta sẽ, những bạn nào dùng sim của Viettel mà bị yếu sóng mấy hôm nay thì quên đi, vấn đề lo âu đi. Bởi vì chúng ta dùng mạng của Viettel cũng là mười mấy 20 năm rồi, mà bây giờ mà chuyển sang sim khác rất khó chịu. Thì chúng ta vẫn ủng hộ Viettel và chúng ta sẽ dùng thêm cái này thôi. Cửa hàng bán nhiều lắm, các bạn mua ủng hộ nhé, 600.000 ăn bán 700 là tăng 600. Cảm ơn các bạn khi xem video này, các bạn cảm thấy là hữu ích có thể là chia sẻ giúp cửa hàng và đăng ký, đừng quên đăng ký kênh mình trên YouTube là Nguyễn Văn Tiến. Ok, xin chào cả nhà. À mà quên, đến cho mọi người hôm nay có mặt kính mới, kính tai mới, tóc mới cắt. Xin chào.